Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một đoạn văn tả về chiếc đồng hồ báo thức ngắn gọn. Nội dung như sau. Vào năm học mới, mẹ đã mua cho em một chiếc đồng hồ báo thức. Nó đã giúp em thức dậy đúng giờ để đi học. Chiếc đồng hồ có hình tròn, kích thước nhỏ nhắn. Lớp vỏ bên ngoài làm bằng nhựa và có màu đỏ. Mặt kính trong suốt giúp nhìn thấy các vạch kẻ và số. Kim giờ và kim phút có màu xanh lá cây, còn kim giây có màu trắng. Mặt sau có nút điều chỉnh thời gian và bật báo thức. Khi đến giờ, đồng hồ sẽ kêu rang rang. Chiếc đồng hồ báo thức rất có ích với em. Trên đây, mình vừa hướng dẫn các bạn viết một đoạn văn ngắn gọn tả về chiếc đồng hồ báo thức. Các bạn đọc và tham khảo những ý hay. Xin cảm ơn các bạn.